Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio test một combo dàn máy để cho một bác khách chơi bộ loa kéo 40. Đấy, bộ loa kéo 40 này thì là các bác có thể là chơi âm thanh, hát karaoke gia đình, sự kiện. Và bộ combo này em ship vào trong tỉnh Đồng Nai để sử dụng vào loa kéo di động. Combo này có 22 cân thôi. Đấy, có 22 cân. 3 thiết bị đẩy vang mic. Và hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một cục đẩy hai kênh có mã BS Audio, có mã TD850, chạy 850W trên một kênh, đánh full 40, côn 76, côn 100 đều đánh được với con đẩy này. Và tiếp tục là một con vang BS Audio có mã là SV99. Thì hiện tại Tùng Nguyễn mới cắm vào thôi, chưa set up gì cả. Các bác nhìn này, các cái lúc tô vít em đều để 12 giờ hết. Đấy là khi nhập về thì người ta để 12 giờ như này thì nó vẫn 12 giờ như thế này. Và test nhạc cho tất cả các bác cùng nghe. Và một con mic không dây BS Audio VK7, một con mic BS là hàng cao cấp, chất tiếng của nó rất là nhẹ. Hai cái này là cái tai ở hai bên này các bác nhé. Đấy, hai cái tai ở hai bên này mình tháo nóc ra, mình lắp vào là xong. Tay mic của nó màu xám bạc này. Con này sám xanh VK7. Con này thì là khi các bác mở cái này ra phải có một con lục nhỏ ở đây để vặn cái này nhá. Mic BS VK7 mic rất là sáng và nhẹ mic. Bộ combo này sẽ full dây rắc các bác nhá, full dây rắc cho tất cả các bác về chơi. Đấy, thì hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ làm clip để test nhạc cho tất cả các bác cùng thẩm âm. Con này là văn cơ có like cả số SV99 mẫu mới nhất. Đấy, khi các bác em vặn nhạc này, vặn nhạc cho anh đó. Cái mô xích nó sẽ tăng nhạc các bác nhé. Một chung đôi là ơi, rơi chi trên dòng suối chờ cho tình cờ. Vừa rồi thì em có cái test nhạc rồi, thì bây giờ em sẽ bật mic lên và cho tất cả các bác cùng chỉnh qua cái con vang này để cho tất cả các bác cùng thẩm âm với các cái chức năng. Lên 1 2. Đây là đang cái chế độ là full 12 giờ. Khi Tùng Nguyễn chỉnh cái delay này, repeat nó tăng lên này, delay là độ nhạy này. Đấy, để cho tất cả các bác hiểu về cái chức năng. Đây. Đấy, đấy, nó sẽ cái thời gian nhịp lại 1 2 3 này nó sẽ tăng lên. Thì bây giờ mình lại chỉnh về 12 giờ này. Thì cái này là cái độ cái delay, à cái này là cái repeat này, em sẽ tăng lên đấy. Đây. Đấy. Cái delay này nó sẽ kéo dài cái nhịp của mình khi alo lên. Đấy, em vặn về 12 giờ rồi thì còn cái này là cái reverb này, echo này. Đấy, hai cái reverb thì độ khi các bác nào mà có bác thì thích hát reverb, của bác thì không, thì hai cái này thì các bác nào, đây là con vang có tính năng là reverb. Còn đây là cái tính năng là cái chữ feedback này. Còn đôi khi mình chỉnh mic cho các bác nhá. Khi mình chỉnh mic thì đây là cái đường loa mic của cái tiếng mic mình vặn 12 giờ thì nó sẽ to, mà mình cho nhỏ đi thì nó sẽ nhỏ. Còn đây là cái tiếng bass này, cái tiếng bass nó sẽ có cái tiếng khi mình alo nó sẽ có cái tiếng trầm. Đấy, khi mình alo nó sẽ có cái tiếng trầm. Còn đây là cái tiếng tép này. Cái tiếng tép này nó sẽ giúp cho cái bộ dàn của mình nó hát sẽ sáng tiếng. Đấy. Nếu để cao quá thì nó sẽ hú loa. Đấy. Để cao quá nó sẽ hú loa các bác nhé. Các bác lưu ý cho em là khi cái tiếng check này của cái bộ mic này này, cái đường mic này, tiếng check mà mình để cao quá nó sẽ bị hú loa. Và mình có thể để với cái mức độ nó vừa phải thôi, mình cảm thấy hát nó nhẹ, nó sáng thì mình để nó vừa phải thôi. Đấy. Các cái loa full thì mình một thì có thể là giảm gần hết, xong rồi giảm bên phần trống này đi. Đấy. Còn đâu có nhiều bộ thì ghép thêm nâng tiếng, thì đa số thì là nó nâng tiếng rồi thì mình có thể giảm hết để cho nó bị hú loa.
Thế nên là mình, nếu mình cảm thấy nó hơi hú một chút thì mình có thể giảm bớt đi. Mình sẽ có thể giảm bớt đi. Vì cái tiếng check này mà để khi các bác để 12 giờ nhá, hoặc là 2 giờ nhá, nó bật mic lên nó sẽ rất là dễ bị hú loa. Và hú loa thì nó sẽ gây là chết tép. Hú loa nó sẽ gây chết tép các bác nhá. Và hát thì các bác nó bị, khi ở trong nhà nó hú lên, hú ầm lên thì các mình không thể hát nổi luôn. Còn cái đường mic ở đây, à đường music ở đây thì nó sẽ có đường bass này, mic này, check này. Khi các bác nghe nhạc nhá. Xóm xuân hồng thiếu hẳn người. Các bác nghe nhạc thì các bác nó sẽ bật mic. Em hỏi em. Đây là em bật hết đường mic. Chính dài. Đường mic của cái loa lời đấy. Nhau từng ngày. 12 giờ. Và xa cả xuân này. Cái đường loa đường mic này thì có nhiều bác thì thích nghe to, có nhiều bác nhưng mà đa số thì nhiều người hay để được tầm hơn 9 giờ thôi. Em nghe thì em hay để hơn 9 giờ thôi. Để cho cái tiếng trầm và tiếng tép nó lên. Đấy, có nhiều loa thì loa full bây giờ thì nó đa số lời nó rất tốt rồi, nên không cần phải để nhiều lời quá. Cái đường check này thì bác nào thích nghe nhiều check thì mình để check này. Còn đây là cái đường bass này. Đường bass thì mình cứ để 12 giờ. Còn đường check thì mình tăng lên hay là giảm xuống thì tùy theo mình. Còn đây là cái đường echo này. Tất cả các nút chỉnh này đều ok hết rồi thì nó sẽ có cái đường echo này, đường mic này, đường music này. Thì cái đường effect này thì mình để một là 12 giờ, hoặc là để ai mà hát khô khô thì mình có thể tăng lên một chút, còn bình thường mình chỉ để 11 giờ thôi. Đấy. Tùy theo giọng của ai mà hát khô khô một tí thì mình để tăng cái nhại nhại lên một chút để hát nó dẻo. Còn đây là đường mic này. Mic này cũng thế, đừng để to quá, để vừa phải thôi, mình cảm thấy hát nó nhẹ tiếng rồi thôi chứ đừng có vặn hết cỡ nó sẽ rất là dễ gây hú loa. Đấy, nó to quá, gào lên nó sẽ bị bể tiếng. Và đây là đường nhạc. Ba volume này núm của nó bằng nhôm. Và cái combo dàn máy này, con đẩy của nó là 5.4 triệu. Và con vang là 2.2 triệu, con mic là 2.7 triệu. Bộ combo này có giá là 10.300.000, được bao ship và tặng kèm dây jack đầy đủ cho tất cả các bác khách hàng. Các bác nào chơi sự kiện hoặc nâng cấp với các bộ dàn của nhà mình, hãy liên hệ cho em. Đấy, hôm nay thì tất cả ví dụ như bộ mic ở đây như thế, hoặc là con đẩy như thế thì nó đều set up hết rồi. Còn đâu chỉnh là chỉnh ở con vang hay ở không, hay hay không là chỉnh ở con vang đấy. Nhiều khi các bác dùng vang số thì sẽ không thể tự chỉnh được như theo sở thích của mình, nhưng các bác sử dụng con vang cơ cao cấp thì các bác hát hò nó rất là hay và tự chỉnh nó rất là hay. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyễn Audio có review cho tất cả các bác ba thiết bị này và hướng dẫn các bác chỉnh qua các cái chức năng của vang cơ. Vang cơ thì rất là dễ chỉnh rồi, nhưng em cũng có làm một clip lại để cho tất cả các bác tham khảo. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn các bác trong cái clip mới nhất nha. Các bác xem video nếu cảm thấy hay, ý nghĩa và hãy chia sẻ và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.